Hello, xin chào tất cả các bạn nha, và mình là Huy FF nha mọi người. Thì sắp tới mình có thể đổi tên là Huy Gầy nha. Nếu bạn nào mà thấy được cái tên gì hay đối với mình thì có thể anh em bình luận dưới để mình có thể đổi cái tên nha. Mình thấy Huy FF nó cũng không hay lắm mọi người ạ. Có thể để đổi là mình đang suy nghĩ là Huy Gầy. Nếu bạn nào ủng hộ Huy Gầy thì có thể bình luận dưới để mình đổi tên nha. Và mình sẽ đổi một cái avatar mới mọi người ạ. Và hơn nữa là mình sắp tới mình sẽ tạo một số giải custom, và đặc biệt là một cái giải solo. Nếu bạn nào có hai bạn nào muốn solo với nhau thì có thể vào tạo phòng solo và mình sẽ livestream trên cái kênh này, và mình sẽ tặng, nếu bạn nào thắng mình sẽ tặng một ít kim cương ấy. Nếu anh em ủng hộ cái này thì có thể ở bình luận dưới, hoặc là anh em muốn mình làm một cái custom gì đấy thì anh em có thể bình luận để mình biết, chứ thật sự mình cũng mới làm YouTube mình cũng không biết được các bạn một cái gì mọi người. À thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ mình vào vấn đề chính nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ về cái độ nhạy và cái nút bắn của mình cho mọi người tham khảo. Thì mình thấy nó cũng ok nên bây giờ mình sẽ chia sẻ nhá. Còn đây là một đoạn là video ngắn về những pha bắn của mình, gọi là bắn đi vào lòng đất đấy mọi người. Không vào đầu mà vào lòng đất ấy. Thì anh em có thể xem cái video này rồi trước khi tham khảo cái độ nhạy của mình nha. Không anh em lại bảo là bắn gà rồi còn chia sẻ, thật sự mình cũng bắn gà nhưng rất nhiều bạn yêu cầu nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái độ nhạy của mình nha. Được, khi vào video sâu cái độ nhạy á thì mình xin một phút của anh em để giới thiệu về cái số của mình nha. Hello mọi người, và mình là Huy FF nha. Thì hôm nay mình có khai trương một cái số có tên là số huyff.com. Thì vì số bạc khai trương ấy, mình có một số sự kiện đó là tăng tỷ lệ nổ hũ kim cương lên tới 80% nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái số của mình. Thì số mình có hai vòng quay kim cương và có 5 mục random verify nha. Anh em nào chưa có nick thì có thể vào để thử vận may ạc nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vào để thử vận may kim cương cho anh em xem tỷ lệ trên số của mình nó sẽ ra như thế nào. Nếu có vấn đề gì việc quay ấy, thì anh có thể nhắn tin về phần fanpage của mình ở góc phải màn hình nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay lần đầu tiên để xem tỷ lệ nó ra như thế nào nha. Thì tỷ lệ nổ hũ cũng rất là cao vì mình đã tăng lên 70% mà mọi người. Lần lịch sử quay nha. Ok, gì đây, quay lần đầu tiên mà ra 12.999 kim cương là vãi nồi mọi người ạ. Cái gì mẹ, mới quay lần đầu tiên thế này thì có lỗ số các mọi người. Ok, mình sẽ quay tiếp nữa mọi người. Thì anh em quay càng nhiều thì lấy nổ hũ kim cương nó càng cao nhá, vì tăng lên 70% mà mới khai trương thì mình mới tăng nha mọi người. Có lần này thì mình được 25 kim cương nha. Ok, để kéo tâm tốt ấy, thì chúng ta có hai cái. Đầu tiên chúng ta phải có một cái độ nhạy chuẩn ấy, và thứ hai là cái độ nhạy nhịp bắn nha mọi người. Và cái thứ ba nữa mình quên nha, cái thứ ba là cách kéo tâm của mọi người nữa nha. Thì đầu tiên chế độ nhạy của mình ấy, mình thường để là nhìn xung quanh là 100. Thì anh em có thể thấy đây là cái bảng độ nhạy của mình. Nhưng đối với một số máy ấy, mình khuyên các bạn không để 100 đâu, các bạn cứ để ở tầm 90 đến 100 nha. Rồi anh em vào game test từ 90 đến 100. Còn cái red dot này thì cứ để 100 nha mọi người. Còn cái nhìn xung quanh anh em có thể từ 90 đến 100 cho mình. Anh em test cái nào thấy hợp lý nhất thì mọi người thì xài thôi. Còn ống ngắm 2x mình để là 83, cái 4x mình để là 74. Còn adop thì mình không chơi, không gọi là, mình không ngắm bằng adop, mình không biết bắn adop với mọi người nên mình sẽ để là 100 nha. Còn cái nhìn này thì mình để 50. Anh em có thể tham khảo qua cái độ nhạy của mình. Tiếp đến chúng ta sẽ vào cái setting. Đây là cái setting của mình nha mọi người. Thì cái nút bắn của mình, nút ngắm của mình ấy, nó nằm ở phía bên trái nha. Đây, mình có chơi ba ngón mọi người ạ, nên mình ngắm bằng tay trái. Còn cái nút bắn của mình nó sẽ có kích thước đó là 47. Thì tùy vào dòng máy nha, nếu máy bạn nào càng to thì cho nút bắn nó to theo cái màn hình của máy ấy. Còn máy bạn nào mà màn hình cực nhỏ ấy, ví dụ như mình cũng không biết máy gì nhỏ mọi người ạ, thì cái máy nào mà nhỏ anh em cứ cho nó nhỏ một xíu, tầm từ
nó sẽ dao động từ 45 đến 50 đến 55 nha mọi người. Thì mình thấy 47 là thấy nút bấm của mình nó cũng hợp lý rồi. Thì bạn nào mà thấy 47 mà ok thì cứ xài thôi, không sao mọi người ạ. Quan trọng nhất ở đây là cái cách kéo tâm, chúng ta phải luyện tập thường xuyên thì lúc ấy chúng ta kéo cái cảm giác tay nó là quan trọng nhất đấy mọi người. Cái cảm giác tay của mình ấy. Và cách đặt tâm chúng ta không nên đặt ở phía dưới cùng nha. Chúng ta cứ đặt gần đầu ấy, nó kéo sẽ rất dễ lên. Còn mọi người mà cứ đặt ở phía dưới chân thì không bao giờ kéo lên được mọi người ạ. Không phải không bao giờ đâu mà rất là khó kéo nha. Thế đấy là những gì mình biết thì mình chia sẻ cho mọi người. Và video của mình cũng tới đây là kết thúc nha. Nếu bạn nào thấy video hay và ý nghĩa thì để lại giúp mình một like và một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Ok, và chào mọi người nha.